Phi dép đã xuất hiện. Tất cả đã bị bao. Đã bị bao. Cái bao. Cho xin 3.000 nhạc luôn đi anh. Vậy nè. Ôi trời. Nhà chó không anh? Ăn gì á? Thôi ăn tiếp luôn đi. Em chỉ hỏi thôi, em làm gì đâu. Điếc thôi mày hỏi, mày chấm hỏi mày. Trời ơi luôn á. Nó chấm hỏi gì vậy bà con? Gì vậy? Đâu ai thấy gì đâu đúng không? Đâu ai thấy gì đâu nè. Trời ơi đậu tranh. Lát bà con ơi. Dạo này bà con biết rồi, mạng nhà ai không lát đúng không? Cáp quang bị đứt mà lát các bạn chứ không có cái gì đâu ha. Thôi bây giờ chúng ta tập trung vào trận đấu nè. Ý nhưng mà như là nãy giờ chưa chào bà con ở nhà. Hello, chào xin tất cả bà con, cô bác, anh chị em, cô dì chú thêm ha. Ôi văng quá văng luôn bà con. Văng đậu xanh kiểu này chắc có ngày cà liệt màn hình luôn á. Chú thêm nha, đã ghé xem cái kênh YouTube cặp phân này cà đài mình TV của em nha. Ở thì ngày hôm nay mình lại túc cà tiệp quay trở lại với lại một vị tướng có tên là Phi Dép. Dép Phi nha các bạn. Một vị tướng mà mình từng làm mưa làm gió khiến cho thiệt chứ. Bao nhiêu bạn ta nói phải cà phọt cơm phọt nước mỗi khi mà xem livestream đó nha bà con á. Tại vì sao? Bà con muốn biết đúng không? Coi xong clip cứ kéo nhẹ xuống cái bảng comment là lúc nào cũng có một đội quân bốc phốt mình ngoài đó bà con, cứ đọc từ từ bà con sẽ biết nha. Nói chung là đó chỉ là dĩ vãng đó bà con, đó chỉ là quá khứ thôi mọi người. Còn bây giờ hiện tại và tương lai nè, đó bà con cứ nhìn vào cái hiện tại và tương lai đi chứ quá khứ là đừng có để ý tới đi nha bà con. Bởi vì mình chơi game thì càng ngày mình càng lên tay đúng không các bạn? Đó chỉ là lý thuyết thôi chứ còn mình biết sao, ta chơi càng ngày càng hay. Mình chơi càng ngày càng ốc chó mà không hiểu rồi, chế độ ốc chó mà nó cứ bật auto hoài luôn á bà con. À mà nè các bạn ơi, lý do tại sao ngày hôm nay mình lại sử dụng cái vị tướng Phi Dép này mình đi lên con khỉ á thì chắc là bà con cũng đã biết hết trơn trọi rồi đúng không? Bởi vì thời gian vừa qua mình sử dụng cái vị tướng Phi Dép này mình đi lên gừng hơi bị nhiều rồi. Thế cho nên là ngày hôm nay mình không đi gừng nữa mà mình chuyển qua mình đi lên con khỉ kết hợp với lại phép bổ trợ bộc phá ha. Thì để coi trận này là mình ăn hôi được. Mình lấy nó mạnh như thế nào bà con. Chứ cầm chừng tà rị hơi bị nhiều rồi. Ủa cái gì quýnh lộn với gần vậy ta? Thôi quýnh lộn sao thiếu bản mặt của mình được các bạn. Trời ơi luôn á, cái gì đây? Đúng. Đó thấy không bà con, bộc phá nè. Bộc. Bây giờ không lẽ cái clip này là đặt cái tiêu đề là how to dùng bộc phá đúng cách á. Kỹ nè các bạn, thông cảm nha, dùng từng tờ rị quen rồi chuyển qua bộc phá quen mà con. Nói chung thì một cái người mà sở trường của người ta là từng tờ rị mà bà con bóc ba chơi bộc phá là đâu có được, không có được bà con, khó lắm mọi người ơi. Trời ơi luôn á, sao kỳ vậy nè, đậu xanh nó hết chiêu cuối hụt, hết chiêu cuối sập tường mẻ đất ra rồi giờ nó chuyển qua bộc phá hụt. Ôi ôi, gì đây? Á à, đồ, cái chỗ con nít người ta đang ăn con dơi, mày người lớn mày đứng mày nhìn cái quần đùi gì, đi quá tiễn luôn đi ba. Hát xa, đó một phát một thôi ha bà con á, đi thẳng về tới đàn luôn, khỏi nhìn luôn, mày giống mày nhìn quá.
mình mới bây giờ mới giống cái thằng là quánh lại con dơi nè bà con. Rồi đầu xanh nó đang thọt rồi, đã đang gấp and good rồi mà bị con dơi này nó quần nữa. Tại sao gấp các bạn biết không? Kế bên kìa. Mình phải tay mặt thằng ngu rừng đi ra bên kia, mình cẩu cái bùa đỏ của nó các bạn. À, sẵn đây xin phép các bạn, bây giờ mình giải đáp về một cái vấn đề của vị tướng phi dép này mà thời gian vừa qua mình thấy là có rất là nhiều bạn thắc mắc ha. Và cũng như là thỉnh thoảng bữa giờ trên cái buổi live stream của mình cũng hay sử dụng vị tướng phi dép này lắm nha. Thì mình thấy là có rất là nhiều bạn hỏi cái vị tướng phi dép này á, khi mà đi lên con khỉ hay là lên gừng thì nên nâng mát cái chiêu 1 trước hay là chiêu 2 trước thì nó mới đúng nè. Theo những cái quan điểm của mình thấy hen, nếu như các bạn chọn theo cái phương án chơi game gọi là style các bạn muốn dồn đam người ta lẹ ở giai đoạn đầu game đó, thì các bạn nâng mát cái chiêu 1 trước cho mình. Vì cái chiêu 1 của vị tướng phi dép này các bạn nâng càng nhiều, cái lượng đam các bạn gây ra sẽ càng lớn nha các bạn. Cũng như là thời gian hồi chiêu của chiêu 1 nó sẽ hồi càng nhanh nè. Còn nếu như mà các bạn chọn cái chiêu 2, dạ cái đó, mày nhát quá luôn á, rít nát. Mày phải như tao nè. Trời ơi đậu chanh đó nè, nghe kỹ nha, tao chỉ nói một lần thôi nha. Trong ban tụ lại, phải ăn hồi, thích băng tà rượu. Ok. Chủ cá cứ coi như của mình đi, vô chơi cho nó dễ. Trời ơi đậu xanh mấy giờ rồi, 2020 rồi, nó còn đứng nó nhìn nữa bà con. Mày bay vô mày múc nó đại đi đậu xanh, coi nó ngán mày không. Dư. Thôi bớt đi mấy anh, tất rồi xong luôn, bay cây liềm luôn. Này thì dứt dụng cái luôn á, để rình coi thằng nào hết máu. Có 4 thằng chiêu mấy, y con thằng kìa. Đúng, thập cỏ luôn mà con, thập cỏ luôn. Trời tôi khổ quá mà, sao vậy nè, sao cái gì mà liên tục luôn vậy ta. Cho xin một con bùa thôi anh, cho một con bùa thôi em về cũng được nữa anh, năn nỉ luôn á. Đúng, trúng rồi, chắc trúng gió luôn quá. Đậu xanh, tao bình tĩnh anh, tôi tin vào đường cây cứu anh ơi. Liên quan chọn nè, chọn. Oh my god, con xong luôn mà con, tôi còn dành con tỏi không rồi chứ. Trời ơi, bởi vậy nâng mát cái chiêu 2 trước nó cũng khỏe lắm ha bà con ha. Ôi ôi, không có chiêu 2 mà nâng nhiều, chắc nãy giờ chắc tôi dành con tỏi gì đó bà con. Biết sao không, liên quan chọt cái chiêu 2 nãy giờ nâng nhiều cái nó hút máu lên được nhiều bà con, hên quá luôn á. Trời ơi đậu xanh, bởi ta nói hay nó không bằng hên ha các bạn ha. Đó rồi, bây giờ bà con biết lý do tại sao nếu mà ví dụ như nâng mát cái chiêu 2 trước thì chúng ta được cái gì chưa. Đó, nó là như vậy đó các bạn, hút máu khi mà dũng sử dụng chiêu 2 trúng quái hoặc là trúng tướng, các bạn sẽ hồi lại được một cái lượng máu khá là phe and đẻ đó nha các bạn nha. À, không biết là các bạn sử dụng cái cách combo kill của vị tướng phi dép này nó như thế nào ha. Chứ còn riêng bản thân mình á, thì mình hay sử dụng chiêu 1 để bắt chớn trước rồi mới dùng chiêu cuối ha. Đây điển hình như file này các bạn, mình dùng chiêu 1 đó các bạn thấy không. Rồi mình mới dùng chiêu cuối, mình nhảy thẳng vô người ta luôn. Thì khi mà các bạn sử dụng cái cách combo kill như này, các bạn sẽ khiến cho cái thằng đồng địch bên kia nó rất là bỡ ngỡ luôn. Và thậm chí là nó sẽ, nó gọi là nó trở tay không kịp luôn đó các bạn. Bởi vì các bạn biết làm sao không, các bạn bắt chớn bằng chiêu 1 rồi các bạn nhảy thẳng chiêu cuối vô người nó luôn, nó đâu có thấy sai các bạn đâu. Còn nếu như mà các bạn ha, các bạn thấy nó rồi, các bạn chạy lại rừng khu vực nó, các bạn canh đúng cái khoảng cách chiêu cuối các bạn dùng, chưa kịp dùng chiêu cuối nữa thì nó đã chạy rồi, bị nó đã thấy sai các bạn rồi. Còn nếu như các bạn thấy nó đúng không, các bạn chạy ra bất ngờ, các bạn canh khoảng cách làm sao dùng chiêu 1, nhảy cái đùng chiêu cuối cái là nhây phải nhây chỗ nó luôn. Bảo đảm với các bạn là nó bỡ ngỡ cực kỳ luôn nha. Thì khi mà các bạn dùng chiêu 1 bắt chớn rồi đúng không, các bạn dùng chiêu cuối các bạn nhảy trúng người ta một cái, các bạn đừng có vội dùng chiêu 2 giúp mình nha. Mà hay vào đó các bạn hãy đánh thường một cái đi. Tại sao? Vì khi các bạn sử dụng chiêu 1, đòn đánh thường kế tiếp của bạn nó sẽ rất là mạnh và làm chậm người ta đó nha. Và gây ra một cái lượng đam cũng khá là gơ and gớm đó. Đó cho nên là các bạn hãy nhớ nha. Rồi, khi mà dùng chiêu cuối xong, nhớ đánh thường một cái rồi hãy chĩa cái chiêu 2 vào người nó. Khi mà chiêu 2 các bạn đang chĩa là nó sẽ lên dĩa bé đẹo dành cho anh phi dép. Cái pha đó mình thấy là tẹt cu đà hai da tè là nó buông máy luôn mà không biết chết rồi, nó chạy không được, bù máy xuống liền, nó dục xuống luôn bà con. Mà không biết bể màn hình hay không nha, bể hay không chuyện đó chuyện của nó, mình đừng quan tâm tới ha bà con ha. Ai đón khè, cái vấn đề mà mình cần khè đó là chỗ này nè. Đó, quên lộn thiếu mình hả, đâu có được. Đúng.
có mạng à bà con. Nó làm cho thấy gớm vô xong đậu xanh nó ăn được đúng một mạng một thôi nhờ cái bọc xé đó. Bởi vậy cái clip này phải tiêu đề là how to dùng bọc phá đúng cách. Ok. Thôi giờ xin phép bà con là mình nói về cái vấn đề mua ngọc, mua đồ và mua phù hiệu mà mình sử dụng cho vị tướng phi dép trong trận đấu ngày hôm nay ha. Ở thì đây là bu phù hiệu của mình đó nha. Vực nhánh chính mình chọn thế lực là vực hỗn mang phù hiệu cấp 3 là ma chú nha các bạn. Ở lực đấu khí. Ờ hai phụ thành thể nguyên nha. Còn bộ ngọc á. Ngọc đỏ mình chọn là 8 viên công vật lý xuyên giáp, 2 viên tỷ lệ chí mạng. Ngọc tím 5 tốc đánh tốc chạy, 5 công vật lý tốc độ chạy. Còn ngọc xanh á là 10 viên công vật lý và xuyên giáp nha các bạn ơi. Và còn đây là bu đồ của mình đó nha. Nhưng các bạn phải nhớ lưu ý giúp mình nè. Cái sốc đầu tiên các bạn chọn cho mình là đôi giày. Nhưng đừng lên hoàn chỉnh đôi giày gì hết nha. Sau đó qua cái sốc thứ hai là một món trang bị ghép. Nếu như cái len mà các bạn đang mặc to đó, nó là một sấy đường vật lý, các bạn chọn cho mình là giáp hiệp sĩ. Còn nếu như mà nó là một vị tướng pháp sư, một vị tướng đam phép mà đi lên cùng với các bạn á, đối đầu ha, các bạn chọn cho mình là đai kháng phép nha. Sau đó quay về cái sốc đầu tiên, lên hoàn chỉnh đôi giày cho mình là đôi giày kiên cường nha. Rồi quay qua cái sốc thứ ba, lên hoàn chỉnh cho mình cái thương xuyên phà. Cái sốc thứ tư là phối hợp kiếm. Sốc thứ năm, nanh phà nì. Xong á, các bạn thích thì quay về cái sốc thứ hai, các bạn lên hoàn chỉnh cái bu đồ đó ha. Còn nếu không thích, qua sốc cúng cùi lên thẳng cái liềm đọt mệnh cho mình luôn. Đó, cái bu đồ của mình là vậy. Còn giờ chụp đầu này quánh bà con. How to dùng bọc phá đúng cách. Bóp. Gơ hôn. Gơ quá gơ luôn, nhưng mà nó chưa gơ bản này đâu. Cái này nó mới gơ nè bà con. How to dùng chiêu cuối đúng cách. Đùng. Ăn hôi quá trời mới đất luôn. Bà con ơi, nếu như mà bà con nãy giờ xem clip á mà cảm thấy là yêu mến và yêu quý mình á, thì bà con nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho mình xin thêm một nút like và một lượt chia sẻ nữa để cái kênh của mình nó được phát triển nha các bạn. Chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở cái clip tiếp theo vào ngày mai nè. Bye bye. Bà con ơi, bà con nào đang có nhu cầu tìm mua một cái điện thoại iPhone chính hãng thì bà con hãy đến với lại Tân Voi Shop, shop điện thoại của anh Tân Voi tại đường Trần Văn Đan, quận 3 đi bà con. Hiện tại đang trả góp 0 đồng, trả góp 0% lãi suất, trả góp từ xa không cần tới luôn, trả góp thẳng trên web luôn, mà trả góp mà không cần gọi người thân luôn. Nói chung là việc hồ sơ nhanh nha, quẹo lửa luôn bà con, cô bác ơi.